Hello anh em, thì hôm nay tiếp tục em sẽ lên clip cho anh em. Thì hôm nay tiếp tục em lên thang bổ cho anh em nữa đó. Thì thang bổ qua thì lên em bán anh em, thì anh em cũng ủng hộ rất là nhiều. Thì hôm nay em tiếp tục em lên tiếp cho anh em thang bổ nha. Đó thì thang bổ em đã bán đồng giá cho anh em hết là 350 một con đó. Thang bổ chưa cám nha anh em về tập cám đó, tập cám xong vô lửa là chơi thôi nha anh em. Đó thì em bán đồng giá hết cho anh em luôn, 350. Đây em còn à, hôm qua thì anh em mua một ít rồi đó, thì sáng sớm á mưa đã mưa rồi nha anh em. Đó thì trạng thái của mấy con này thì nó không có được đẹp, tại vì thường mưa thì nó sẽ sù lông lên đó, kiểu giống như nó chưa có căng, nó chưa có da dán bột nhiều quá đó, nên nó cũng hơi khó lựa cho anh em đó. Em mới vừa nhắc mà cha con nó khè quá trời. À, con số 23 này. Đó, con số 23 này nha anh em. Cao cầu dài đòn là mặt rất là đẹp luôn nè. Đó, da 350 luôn nha anh em. Lầm số 23 nha. Này, con số 27 này anh em. Anh em hết mẫu xè thì lấy con 27 nè. Đó, cái con đứng nè. Đó, anh em nhìn cái bảng đuôi của nó lúc nào cũng xòe nha. Đó, tướng cũng rất là đẹp luôn. Đó, cao cầu à. Đó, nó đang ăn, ăn cám luôn rồi. À, anh em thấy nó ăn cám luôn không? Đó. 27 nha anh em. Đó, anh em nhìn cái bảng đuôi của nó kìa. Đó. Rồi. Nếu mà anh em thích xè thì con 29 nè. Đó, lòng 29 cũng ok nè anh em. Đó, 29 con này thì đầu xa dài đòn nè. Đó. Rồi, con lòng 25 cũng đẹp nè anh em. Đó. Anh em thích con nào thì anh em bắt con đó. Lòng 24 cũng đẹp nè anh em. Đó, anh em thấy không? Hàng ok lắm nha. Đó thì em bán đồng giá hết cho anh em luôn. 350 một con nha anh em, 350 một con nha. Rồi, bên đây cũng có mấy con này nha anh em. Con lòng số 10 cũng ok nè. Đó, đây lòng số 3. Lòng số 3 thì cao cầu dài đòn nè, mặt rất là dữ à, nhảy rất đẹp luôn nha anh em. Đó, nhảy không đâm đầu đâm đuôi vô nha anh em. Lòng số 3 nè, đó anh em thấy nó nhảy không? Đó, bán đồng giá 350 luôn nha anh em. Đó, còn con số 5, lòng số 5 cũng rất là ok. Đó, nhảy cũng rất là đẹp anh em thấy không? Đó, bản đuôi to. Đó. Rồi, đồng giá hết nha anh em, 350. Sáng sớm trời mưa nên anh em thấy nó bộ không được đẹp nhiều lắm đó, nhưng mà em cam kết cho anh em mấy con này là bộ đẹp hết nha. Đó thì anh em cứ qua lựa thoải mái, còn nếu mà anh em nào mà ở xa ở tỉnh đó, thì cứ báo em quay Zalo em gửi lại cho anh em xem một lần nữa nha. Đó thì để ok cho anh em bắt thôi. Đây giống con 14 này, rất là đẹp luôn anh em thấy không, nhảy rất là đẹp luôn nè, cao cầu nè, dài đòn nè, anh em nhìn cái con này. Đó rất là đẹp nha anh em. Anh em nào mà chưa hót thì bắt con 14 đó, đầy đủ hết vai ngực, vai ngực có nè, đó dài đòn nè. Đó rồi ok anh em, thì em bán đồng giá hết cho anh em 350. Ở đây cũng có nè, đó hai bên đây nha. Bên đây nữa. Đây bên đây đó nha anh em, thì bên đây thì nó quay hơi ngược sáng nên em quay sơ cho anh em thôi. Đó thì em bán đồng giá hết cho anh em luôn 350 nha anh em. Rồi thì lửa bổi thì em cũng còn ít, với lại em lên lòng cũng còn đây nè. Đó sáng sớm mưa em chưa có treo ra đó. Lửa bổi thì em bán đồng giá là 250 nha anh em. Đó lửa bổi là 250. Rồi ok, ở đây em đất em cũng còn, thì qua em về bán về 50 con thì em bán cũng được phân nữa rồi nha anh em. Đó thì mấy con này thì mấy nay nó chưa có nắng á, nên em chưa có tắm để cho nó phân ngọ nó ra đó, nhưng mà mấy con này thì ok nha anh em.
Đó, anh em về anh em cắm rồi cho phân đó, sạch sẽ sáng bóng lên là ok. Đó, thì đất thì 120 nha anh em đó, còn đất là đồng giá, đất bỏ là 120 hết nha. Đó rồi ok, thì trong lòng đó, trong lòng này em cũng có này nha anh em. À, em chia ra em nhốt đó dưới này nữa nè, đó 320 một con nha anh em, 320 một con nha. Rồi ok anh em, thì khuyên khuyên thì em cũng còn, khuyên thì em mới về ngày hôm qua, và hôm qua nó cũng chưa có nắng nên tụi em cũng chưa có tắm táp đồ ok được, lông lá nó cũng chưa có được đẹp cho lắm. Đó, mấy ngày mưa bão quá anh em ơi. Đó, mưa không có tí nắng nào luôn để phơi gì đó. Đó. Đó, rất là đẹp nha. Đó thì khuyên em bán cho anh em là tự thọc là 50.000 nha anh em. Còn nào mà anh em nào mà thọc không được á, bao trống á, thì 100.000 nha. Đó thì nếu mà anh em nào mà ở xa mà không lựa được á, thì cứ báo em lựa thì em sẽ lựa, em quay video em gửi cho anh em xem nha. Đó anh em tự thọc là 50, còn không bao trống á là 100.000 nha anh em. Đó rồi ok, thì anh em thấy cái hàng đây không, đó hàng lòng đấy không, đó là hàng này là hàng than, than cám cứng nha anh em. Thì anh em đợi em chắc 1 2 ngày nữa cho nó có nắng ok đầy đủ rồi em phơi nắng em tắm táp một lần nữa cho nó sạch sẽ đẹp trai, xong rồi em lên cho anh em xem nha. Anh em nhìn cái dạng lòng này không, than cám cứng mẫu đẹp nha. Đó thì em ước chừng sơ qua đây thì khoảng 15 lồng đó, chạy dài tới khúc đó luôn 15 lồng nha anh em. Thì anh em đợi 1 2 ngày nữa nắng lên ok tắm táp ok, xong rồi em quay lên cho anh em nha. Đó thằng cắm cứng rất đẹp nha anh em. Rồi ok em, thì anh em xem chốt con nào thì cứ báo cho em nha. Thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi clip và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Thì riêng trưa nay thì tầm khoảng 2 3 tiếng nữa thì sẽ có một lên một clip đất rất là hay nha anh em, anh em nhớ đón xem nha. Rồi ok anh em, thì cảm ơn anh em nè đã theo dõi và ủng hộ, xin anh em hãy like, nhấn like và đăng ký em một kênh nha, để đừng bỏ lỡ những chi tiết hay nha anh em. Ok cảm ơn anh em nha.